Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phonu TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay, ngày 7 tháng 7 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch chiều qua theo giờ Việt Nam, giá hồ tiêu giao ngay tại sàn cô chứa Ấn Độ vẫn đứng yên ở mức là 41.933,35 rupee trên tạ, đi ngang so với phiên giao dịch trước. Nếu tính theo thì giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng đến ngày 7 tháng 7 năm 2021, 1 rupee là 311,99 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu giao ngay trên sàn cô chứa Ấn Độ có mức giá là 130.800 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Pháp trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 3,9 nghìn tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó Việt Nam là nguồn cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Pháp với 26% thị phần, tương ứng đạt 1.000 tấn và đã giảm đi 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự thì lượng hạt tiêu của Pháp nhập khẩu từ Brazil và Đức cũng giảm mạnh từ 37,5% và 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Pháp lại tăng mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ Indonesia, Hà Lan và Tây Ban Nha. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, mức giá hồ tiêu được thu mua tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước tại một số địa phương. Hiện mức giá được thu mua từ 73.500 tới 76.000 đồng một kg, trong đó giá tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thấp nhất tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, sáng nay giá tiêu được thu mua quanh mức là 74.500 đồng một kg. Tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức là 73.500 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mức giá là 76.000 đồng một kg và tại tỉnh Bình Phước giá hồ tiêu là 75.000 đồng một kg. Thưa các bạn, số liệu của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho thấy ước tính giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 6 năm 2021 đạt 3.529 USD trên tấn, tăng 2,9% so với tháng 5 năm 2021 và tăng tới 52,5% so với tháng 6 năm 2020. Tính chung nửa đầu năm nay, giá trị xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt là 3.216 USD trên tấn, tương đương với mức giá hồ tiêu xuất khẩu là 73.700 đồng một kg và tăng tới 50,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ giá hạt tiêu xuất khẩu tăng cao nên tính chung 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tuy giảm về lượng nhưng lại đạt 500 triệu USD, tăng 40,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Dự báo trong thời gian tới, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ được hỗ trợ do nguồn cung giảm mạnh tại Việt Nam, Indonesia và Brazil. Nhu cầu tiêu thụ tăng khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nới lỏng giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 7 tháng 7 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.